Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video các bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video này mình sẽ cập nhật lại dự án nhận Bri 200.000 tóc cần villa nè các bạn. Thì dự án nó đã gửi email về cho mình nè các bạn. Thì dự án này mình thấy tỷ lệ scam khá là cao nè các bạn. Nó yêu cầu mình là phải verify tài khoản với giá là 0.0005 BNB nè các bạn. Thì nó cũng đã mình đã dịch qua bên Google dịch. Thì nó thông báo nè, chúng tôi xin nhắc bạn rằng việc niêm yết trên sàn Binance sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 7 lúc 10 giờ UTC. Danh sách chấp nhận theo cặp là Vela Chainwall USDT và Vela BNB nè bạn. Thì nó kêu mình là việc rút tiền Vela Coin sẽ được thực hiện vào ngày 16 tháng 7 đến ngày 17 tháng 7. Việc rút tiền chỉ cho những ai đó đã thanh toán cho một đơn đặt hàng, có nghĩa là các bạn mua phi sale token của nó các bạn. Hoặc là các bạn chuyển 0.005 BNB vào ví, vào địa chỉ này của nó nè. Thì các bạn có thể rút được con token Bri đó các bạn. Ai chưa làm điều này, bạn vẫn còn 2 ngày để làm điều đó. Những người muốn rút tiền thưởng 200 đô la mà không mua hàng trước, phải chuyển 0.005 BNB trước ngày 16 tháng 7. Vậy là còn 2 ngày nữa các bạn. Rồi gỡ biểu mẫu các bạn. Thì mình cũng mạo hiểm câu này luôn các bạn. Thường thường thì iDrop không yêu cầu chuyển phí ga các bạn, nhưng mà mình thấy thường là chuyển phí ga là scam rất là nhiều, nhưng kẹo này mình sẽ mạo hiểm hơn các bạn, mạo hiểm mà khoảng một phẩy mấy đô. Rồi các bạn copy con chắc trên email của tất cả các bạn vào nha các bạn, nó gửi về các bạn email nè. Rồi các bạn copy con chắc đó, các bạn mở qua địa chỉ chocolate các bạn ra nè, các bạn gửi các bạn, cái như mình slot một lệnh đi. Rồi các bạn gửi 0.005 BNB của khoảng 1.5 đô các bạn. Rồi các bạn bấm gỡ nè các bạn. Sau khi các bạn bấm gỡ xong thì các bạn mở email các bạn ra nè các bạn. Các bạn nhấp vào cái link phong này nha các bạn. Rồi các bạn ơi, mở ra. Rồi, dòng đầu tiên thì các bạn điền lại cái email các bạn đã đăng ký trên dự án Villa nha các bạn. Dòng thứ hai thì Chanisan. Thắng các bạn. Chanisan thì các bạn nhấp vào mục này nè các bạn. Các bạn bấm vào mục thêm các chi tiết nè. Các bạn mở ra nè các bạn. Thì các bạn bấm copy hash xanh này nè các bạn. Rồi. Đầu ta. Đây nè các bạn gửi trang hash xanh vào đây nè. Mình dán vào đây. Dòng đầu tiên này địa chỉ email của tất cả các bạn chứ. Rồi tiếp tục các bạn điền địa chỉ BNB Smart Chain Best20 các bạn đã gửi cho nó nha các bạn. Mình cũng mạo hiểm luôn các bạn. Rồi các bạn chỉ bấm gỡ nha các bạn là xong. Thì cái dự án Vela này để mình coi vào ngày 16 tháng 7 nó sẽ mở chức năng rút tiền các bạn. Mình cũng đã nhận được 200 villa nên mình mạo hiểm luôn. Ok, thì các bạn nào có làm dự án này thì phải cân nhắc nha các bạn. Nếu mà nó cho rút và lít sàn Binance thì khá là ngon, còn nó scam thì mình toi mạng nha các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.